Chào các em học sinh. Hôm nay ở tuần 10, tiết 19-20, chủ đề chạy ngắn, chúng ta sẽ tìm hiểu về luật điền kinh ở nội dung chạy ngắn. Ở phần mở đầu, các em học sinh tiếp tục đăng nhập vào đường link lớp học.hochiminh.edu.vn để các em xem bài. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài cũ, phân tích kỹ thuật sốt thấp. Do tuần rồi thầy đi hỗ trợ tiêm vaccine cho nên là các em sẽ chỉ xem bài. Chúng ta sẽ tìm hiểu về luật điền kinh ở phần chạy cự ly ngắn. Ở phần nội dung, chúng ta ôn bài cũ. Tuần rồi chúng ta đã xem bài, thầy đã cho các em xem hình ảnh ván phát lệnh, súng phát lệnh, bàn đạp xuất phát thấp, tư thế vào chỗ, tư thế sẵn sàng. Các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn gồm có 4 giai đoạn: giai đoạn xuất phát, giai đoạn chạy lao sau xuất phát, giai đoạn chạy giữa quãng và giai đoạn về đích. Đây các em quan sát lại hình ảnh ván phát lệnh, súng phát lệnh, bàn đạp để vận viên thi đấu. Tư thế vào chỗ, tư thế sẵn sàng. Một số quy định trong luật điền kinh về chạy cự ly ngắn. Các em chúng ta hôm nay chúng ta chỉ có hai phần thôi. Xuất phát và về đích thôi. Nha. Ở luật điền kinh thì nó có nhiều, nó mở rộng, nhưng chúng ta chỉ cần hai cái nội dung là xuất phát và về đích. Quy định số 224 của Ủy ban dân thành thể dục thể thao ngày 1 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao về việc ban hành luật điền kinh. Đầu tiên, luật điền kinh chạy 100m là cấm chất kích thích. Theo Hiệp hội điền kinh quốc tế và Liên đoàn điền kinh thành phố Hồ Chí Minh, các vận động viên phải tuân theo luật cấm chất kích thích, hay thường gọi là doping. Doping có tác dụng làm tăng thể lực, sự dẻo dai trong thi đấu, từ đó giúp người sử dụng vượt qua thử thách dễ dàng hơn. Chính vì vậy, sử dụng chất kích thích bị cấm hoàn toàn khi thi đấu điền kinh. Bất kỳ ai vi phạm về chất kích thích trong tất cả các giải đấu đều sẽ bị hủy bỏ kết quả. Ở phần xuất phát, và về đích của một cuộc thi phải được biểu thị bằng một vạch trắng rộng 5cm. Cự ly của cuộc thi phải được đo từ mép của vạch xuất phát tới mép của vạch về đích. Đây các em quan sát trên đường chạy, cái vạch về đích và vạch xuất phát và vạch đích sẽ được đo từ mép của vạch xuất phát tới mép của vạch đích. Ví dụ các em chạy 100m thì ban tổ chức sẽ đo từ vạch xuất phát cho đến vạch về đích là 100m. Tất cả cuộc thi phải xuất phát theo tiếng súng phát lệnh hay thiết bị phát lệnh tương ứng của trọng tài. Khi các vận động viên đã ổn định trong tư thế sẵn sàng xuất phát đúng. Đây, khi các em đã vào vị trí rồi, xuất phát đúng rồi thì trọng tài sẽ dùng súng phát lệnh hoặc là ván phát lệnh. Sau lệnh vào chỗ, các vận động viên phải tiến tới vạch xuất phát, chiếm vị trí hoàn toàn trong ô chạy riêng của mình. Phía sau vạch xuất phát, hai bàn tay và một đầu gối phải tiếp xúc với mặt đất và hai bàn chân phải tiếp xúc với bàn đạp xuất phát. Đây các em quan sát hình ảnh, hai bàn tay và đầu gối phải tiếp xúc với mặt đất. Khi ở tư thế vào chỗ, vận động viên không được chạm vào vạch xuất phát phía trước vạch xuất phát bằng tay hoặc chân của mình. Đây các em xem, hai tay thành cái vòm, không được chạm vạch xuất phát. Khi có lệnh sẵn sàng, các vận động viên phải lập tức nâng người lên với tư thế xuất phát cuối cùng của mình, trong khi vẫn giữ sự tiếp xúc của hai tay với đất và sự tiếp xúc của hai bàn chân với bàn đạp. Đây các em coi, ở tư thế sẵn sàng, vận động viên hai tay vẫn chạm đất và hai chân vẫn chạm với bàn đạp. Khi thực hiện lệnh vào chỗ hoặc sẵn sàng, tất cả các vận động viên phải lập tức không được chậm trễ.
khi có hiệu lệnh trọng tài thì các em phải vào chỗ, không được chậm trễ. Nếu một vận động viên có hành động xuất phát trước khi súng phát lệnh hoặc thiết bị phát lệnh nổ, sẽ xem là bị lỗi xuất phát, thường là phạm quy, và vận động viên này bị loại ngay lập tức. Đây, hôm rồi thầy đã cho các em xem một clip vận động viên xuất phát trước và trọng tài đã truất quyền thi đấu của vận động viên. Ở phần về đích, các vận động viên khi về đích sẽ dùng hai vai ngực đánh đích sẽ được xác định thành tích. Đây, vận động viên về đích dùng vai hoặc là ngực để đánh đích thì lúc này thành tích mình được xác định. Luôn tuân thủ quy định sau khi thi đấu. Các em lưu ý là theo luật điền kinh thì chạy 100m thì sau khi đã rời khỏi đường chạy, các em tuyệt đối không được quay trở lại đường chạy hay làm bất cứ hành động nào cản trở người tham gia khác trong suốt thời gian diễn ra cuộc đấu. Ở phần câu hỏi bài thì thầy sẽ lấy câu hỏi bài tuần 9 nha. Các em xem bài của tuần 9 và trả lời câu hỏi. Câu 1, em hãy cho biết ý nghĩa và tác dụng kỹ thuật chạy ngắn. Câu 2, em hãy cho biết kỹ thuật chạy ngắn hoàn chỉnh có mấy giai đoạn. Câu 3, em hãy phân tích các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Đây là ba câu hỏi mà các em học sinh chúng ta xem bài và trả lời để sẽ lấy một cái cột điểm. Ở phần kết thúc thì các em có thể xem thêm luật điền kinh trên internet nha. Ở nhà các em nhớ dành thời gian xem bài trước và tập một số động tác hỗ trợ ở nội dung chạy ngắn, đồng thời xem và trả lời các câu hỏi phần chạy ngắn ở tuần 9 để chuẩn bị kiểm tra lấy điểm. Cuối cùng, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em.